Dự án đường gom dọc đường sắt đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ được khởi công từ đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Dự án hoàn thành sẽ thông tuyến đường gom dân sinh từ ngã ba Huế đến cầu Đỏ, góp phần đảm bảo an toàn tàu chạy trên đường sắt Bắc Nam, nâng cấp bộ mặt đô thị và đời sống nhân dân trên địa bàn. Là hộ dân có nhà dọc tuyến đường gom dân sinh trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Năm 2020, khi chính quyền địa phương có quyết định mở đường trước nhà lên 5 mét để thông tuyến từ cầu vượt Hòa Cầm đến chân cầu Đỏ, ông Đặng Phước Trung đến Hội đồng bồi thường thiệt hại và hỗ trợ tái định cư quận xin tạm ứng trước 200 triệu đồng để bàn giao 53 mét vuông đất trước nhà, lùi vào sâu 7 mét để chỉnh trang đô thị. Với số tiền này, gia đình ông vừa đủ xây hàng rào và chỉnh trang mặt tiền nhà. Trước đây là con đường là tổ dân phố vận động trong dân 20-80 để đổ bê tông là như đường ổ gà mà nhà ổ chuột, nhà thì không số và phố không tên. Cho nên là hiện nay là nhà nước đã quan tâm tới mức độ này thì nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi. Dự án đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến chân cầu Đỏ có tổng chiều dài hơn 1.200 mét, có mặt cắt ngang 5 mét. Vỉa hè phía đường sắt rộng 1 mét, vỉa hè phía nhà dân rộng 2 mét. Với 111 hồ sơ bị giải tỏa, dự án có tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 89 hồ sơ, còn lại 22 hồ sơ của Cẩm Lệ đang tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Hiện nay, liên danh các nhà thầu đang triển khai thi công hệ thống thoát nước, lắp đặt hệ thống cấp điện những đoạn đã bàn giao mặt bằng, nhưng tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra. Giờ hiện nay thì vừa mùa nắng thì bên thi công cũng đã nhanh tiến độ, là máy móc với nhân lực cũng nhiều để đã nhanh tiến độ. Rồi còn vướng là bên giải tỏa mặt bằng với lại có cái dây thông tin cốc quang, mà còn với lại vướng mặt bằng là bên đường sắt nó chưa bàn giao mặt bằng cho ban nhân thi công được. Hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đang phối hợp với ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ tích cực vận động 22 hộ còn lại và đề nghị các cơ quan hữu quan sớm di dời hệ thống điện và thông tin đường sắt bàn giao mặt bằng để đưa công trình về đích trong năm 2024.